Chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại kênh YouTube của cơ sở Khuôn Chậu Tiên Yên. Hôm nay cơ sở Khuôn Chậu Tiên sẽ quay một cái video mà giới thiệu cái chân của cái lục giác 1,2 mét được đúc từ khuôn như ABS này. Đó, đây là cái chân nhá. Bây giờ thì sẽ đi quay chi tiết cái chân này. Rồi bây giờ ta sẽ sang chi tiết cái phần khuôn, khuôn chậu và khuôn chân. Rồi, quay cái chậu chưa? Cái chậu này thì đã giới thiệu ở video trước rồi. Thế hôm nay mang ra sẽ không, cơ sở sẽ không mang cái khuôn trong nữa. Về phần hoa văn này thì rất là nổi rõ rồi. Nếu bác nào muốn xem lại chi tiết cái bộ khuôn nhựa ABS loại 1,2 mét này thì có thể là xem lại cái video đã đưa ra trước rồi. Đó, lát nữa ở phần mô tả bên dưới sẽ để cái link video quay cái bộ lục mét 2. Đây, lục mét 2 này, nhựa ABS nhá. Đó, còn bây giờ sẽ sang giới thiệu nhanh về cái chân. Đây chính là khuôn chân đây. Khuôn chân nhựa composite. Nó về kích thước đây. Kích thước thì các bác quan tâm chiều cao, nó cao 23. Chiều cao đo được là 22 nhá. Chiều cao 22 cm. Còn cạnh đấy, một cạnh của nó là đo được, một cạnh ta đo được là 44 cm nhá. Một cạnh 44 cm, nó chính là bằng cái cạnh của cái đáy chậu này. Đó, cái chân này có thể kê được cho cái lục giác dạng chân liền 1 mét nữa nhá. Đấy, các bác mua một cái chân này về có thể dùng được cho hai cái chậu luôn. Nó hoa văn họa tiết thì nó đơn giản thôi. Đấy, với cái loại chậu to này thì họa tiết hoa văn của chân thì cũng không cần phải quá cầu kỳ, quá phức tạp làm gì cả. Đó, đây là cái khuôn chân. Thế còn bây giờ sang nhìn lại một lượt cái thành phẩm đây. Đó, thành phẩm mà đúc ra của bộ lục 1,2 mét như ABS kết hợp với cái chân composite đây. Đó, nhìn rất là cân đối. Đó. Bác nào có nhu cầu sở hữu cái chân hay là cả cái bộ chậu 1,2 mét như ABS này thì ngay bây giờ có thể liên hệ lại với cơ sở theo số điện thoại ở trên màn hình nhé. Rồi, hiện tại là cơ sở cũng rất nhiều cái mẫu khuôn khác nhau. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mà mua khuôn về tự đúc chơi hay là mở xưởng sản xuất thì có thể liên hệ với cơ sở khuôn chậu Tiên Yên theo số điện thoại trên màn hình. Rồi, video xin phép tạm dừng ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.